Duyệt theo chiều sâu. Nó là DFS á, còn cái hồi nãy là BFS. Rồi mọi người xem đông đủ chưa? Rồi, phương pháp duyệt theo chiều sâu thì theo kiểu giống như đi lên và đi xuống. Mấu chốt của vấn đề là nó sẽ đi một vòng như thế này. Tới đây. Cái này nó có thể đi qua gì một đỉnh nhiều lần. Xong rồi nó lại chạy ngược về đây, nó chạy ngược theo cái đường cũ của nó đi á mấy bạn. Tới đây nó thấy á, nó vẫn còn đường đi nữa, thấy vẫn còn đi đường đi nữa thì nó duyệt tiếp, duyệt cái nào mà hết đường đi thì thôi, thì nó sẽ chạy chuyển qua đây, nó chạy cho hết. Xong khi chạy tới đây hết đường đi, nó lại chạy ngược về đường này tới một. Không 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 nhất thiết phải theo thứ tự, có thể chạy mình chạy lên đây trước tới 6 trước cũng được. Thì hiểu không? Xong rồi mình chạy ngược lại mình xét tới đây. Có nghĩa là nó chạy một đường, xong rồi nó quay lại đúng cái đường đó, nó sẽ còn gặp cái ngã rẽ nào nữa không? Nó sẽ xem nó còn gặp cái ngã rẽ nào nữa không. Nếu có nó rẽ tiếp, rẽ cho hết đường thôi. Rẽ xong rồi nó đi hết đường xong rồi lại vòng về ngược lại. Phía ban đầu là kết thúc vòng tan. Nếu yêu cầu thứ tự thì mình làm theo thứ tự, còn không yêu cầu thứ tự thì mình cứ làm bình thường, làm sao cho ra kết quả là được. Rồi sau sẽ hướng dẫn sơ thuật toán nha. Thuật toán này là thuật toán cây khung á. Đây giống như cái đường như thế này, bạn Cường chưa hiểu đúng không? Giống như cái đường như thế này chẳng hạn. Bạn Cường đi từ đây tới đây hết đường đúng không? Giờ bạn Cường muốn đi đường thêm đường, bạn muốn xem thì kiểm tra thử còn cái đường nào nữa để đi không. Bạn Cường quay lại. Oh man, bạn Cường quay lại thì còn một cái đường, thấy một cái đường này nữa, bạn Cường đi tiếp qua cái đường này, thấy hết đường đi, bạn Cường quay lại tiếp tục, bạn Cường tìm xem cái đường nào để đi được không. Bạn Cường không thấy, bạn Cường về lại tới đây là kết thúc thuật toán. Đây là thuật toán tìm đường. Rồi sẽ xét hết, không bỏ cái nào hết. Làm sao mà bỏ được? Giờ làm thuật toán đây. Bước thì khỏi cần đi, mệt quá. Bước biết gì giờ này, giờ đi ngủ chứ biết bước biết gì giờ này. Rồi. Sở tác. Thôi nói là cây khung luôn đi cho mọi người dễ hiểu. Sở tác. Cây khung. Được chưa? Đỉnh U. Đỉnh U này kề đỉnh V. Nói chung U và V kề kề nhau. Mọi người nhớ nha. U và V kề nhau, nếu mà U không kề V thì
không có ve keo thì bỏ trống bên này, không có ve thì bỏ trống bên này, nó như nhau. Rồi giải thích, nó đi lên hay đi xuống cây khung sau mỗi bước. Rồi ổn định chưa, nhập tâm chưa? Đầu tiên thì người ta lúc nào cũng cho là trường hợp là cho nó đi bằng một hết á, sẽ tắt bằng một. Cây khung này lúc này là chỉ có một thôi. Để cho mấy bạn start lúc này bằng một thì định u bằng một. Vậy u và v kề nhau, vậy kề định một có định gì? Kề định một thì có định hai. Định kề này không phải như định kề bên kia là bao nhiêu cũng cho hết đâu nha mấy bạn, chỉ một định thôi. Một là chọn 3, hai là chọn 2, chọn cái nào cũng được mà tốt nhất cứ theo thứ tự mà làm đi. Start xong một bước, vậy là cây khung lúc này là đã có một và hai rồi. Cái này là đi lên không phải đi xuống nha. Rồi xong một bước, đến bước thứ hai đưa sợi tắc từ bên này qua. Sợi tắc lúc này là đã có một và hai rồi. Định u lúc này bằng hai thì định v lúc này bằng mấy? Kề định hai thì có định 3 và định 4, theo thứ tự và lấy định 3. Nói chung là đi đường nào cũng được, cứ tìm cho đủ là được. Sở tác xong rồi, bước lúc này là đã có 1, 2 và 3 rồi. Cái này mình vẫn đi tới chưa có lui nha. Tiếp 1, 2, 3. Định U lúc này mình là bằng 3. Định kề định 3 là có định mấy? Ôi kề 3 có 5. Kề 3 là có 5. Vậy là sẽ là 1, 2, 3, 5. Vẫn còn đi lên. Ôi, tới 5 là hết rồi. Hết đường. Nên lùi lại. Tiếp là đã có 1, 2, 3, 5 rồi. Nên ta lùi lại. Mình đu bằng 5. 5 không có gì hết thì ta sẽ lùi lại 1, 2, 3. Kề 5 không có gì hết nha mấy bạn. Lùi lại khi nào có xuất hiện cái đỉnh kề này thì thôi. Còn không thì ta cứ lùi lại khi nào mà tới 1, quay trở lại về 1 thì kết thúc một toán. Lùi lại. Vẫn chưa xuất hiện gì hết. Là 3. Thì trên này còn 1 và 2 thôi. Vẫn chưa xuất hiện gì hết. Vẫn chưa xuất hiện định kề, tiếp tục lùi lại. Tới này xuất hiện một cái định kề là hai, có định kề là 4. Mọi người hiểu chưa? Thì ta sẽ lên 1, 2, 4. Bây giờ ta tiến lên tiếp này. Tiến lên. Giờ là 1, 2, 4. Cây không sắp tắt lúc này là 1, 2, 4. Đỉnh 4 và kề đỉnh 4 có đỉnh gì? Kề đỉnh 4 có đỉnh 6. 1, 2, 4, 6. Tiến lên. Tới 6 hết đường. Lùi lại. Lúc này là lùi lại rồi. 1, 1, 2, 4, 6. Có định 6, kề định 6 không có gì cả. 1, 2, 4. Lùi lại. 1, 2, 4. Kề định 4 không có định gì cả. Không có định gì mà để phải tiến tới nữa. 1, 2, tiếp tục lùi lại. 1, 2. 2. 1, tiếp tục lùi lại. 1. 1. Sở tắc lúc này hết mất tiêu rồi. Các bạn sở tắc không còn gì nữa. Kết thúc. Xong. Ta không tìm được ngã rẽ nào khác nữa. Kết quả gì của nó là 1, 2, 3.
5, 6. Thật ra về chiều sâu và về chiều rộng là như nhau, chỉ có khác cách làm thôi. Mấy bạn hiểu không? Hiểu không mấy chị? Dài cái gì nó dễ như thế mà dài cái gì? Ấy 1 2 3 đâu, 1 2 3 5 4 6 chứ. Đây là một cây riêng nè, đây là một cây riêng nè, hai cây này nối với nhau. 1 2 nè, 1 nè. 2 nè. 3 5 nè. 4 nè, 6 nè. Thấy không? 1 2 3 5 4 6 nhầm thôi, làm gì ghê vậy? Thật ra nó rẻ chỗ này nè, cho nên nó là 1 2 3 5 4 6. Được chưa? Mày chế về mà lo ôn đi cha đi nhé. Đi cha khó. Dễ lộn chứ không phải là khó. Cái quả hả? Cái quả lấy cái này nè, cộng với cái này nè. Nó rẻ ngay tại đây thì lấy chỗ này. Thật ra nếu mà lấy như vậy cũng được. Lấy từ bên này nè, đi thôi nè. Kiểu gì cũng ra, mà đâu qua họ lấy cột nào đâu, chỉ có đập kết quả thôi là được rồi. Đi cha cái bíp, đi cha tự học, đi cha sao không có chắc. Không, đừng có ghi mũi tên gì hết á. Ghi vậy nó phát hiện sai sót, tốt nhất là không nên ghi gì. Đừng nên thể hiện cái dở của mình ra cho người ta xem. Cứ giấu giấu, kệ trừ ít điểm nhưng không sao. Tự nhiên rủa tao. Thằng dốt nhất lớp lên ngồi chỉ bài rồi, còn ý kiến gì nữa, muốn gì? Đi cha không biết thì thôi, bỏ đi. Sao không chắc phần đó nên sao không chỉ đâu? Không, đừng có trình bày như vậy, trình bày theo giáo trình của thầy á. Cái này là Sơn sẽ trình bày cho mọi người hiểu thôi. Giáo trình của thầy nó không có ghi giống như Sơn đâu. Đừng có trình bày theo Sơn từ sáng giờ là sai bét luôn á. Sơn chỉ ghi cách làm ra để cho mọi người thực sự hiểu cái mấu chốt để mọi người làm.
Đúng rồi, vượt sau, vượt ngang với vượt sau cái nào cũng dễ. Hồi nãy tưởng nó khó nhưng mà đọc thấy nó nhanh quá. Không khó một xíu nào cả. Hiểu vấn đề là nó ra.